Kênh Hai Lúa Sông Bắc chào các bạn nha. Thì bữa nay mình đi thăm ý rắn nha các bạn. Nay mình đem mười mấy chục nồi các bạn ơi, với mớ lúa các bạn. Rồi giờ mình vô thăm cái đầu tiên các bạn. Thấy nó bịt lúa không các bạn ơi? Cái đầu còn chuột ba hết luôn rồi, cho đi luôn. Ta phải tiếp theo bạn. Thấy giòn chuột bịch lúa các bạn. Cái bẫy mình cho bị kê lên đó bạn ơi, kê bẫy lên nhõng rồi bạn. Rồi đứng cố gắng nha các bạn, đồ cũng nặng các bạn. Con này khoảng 4,5 đến nửa ký nha các bạn. Rồi đổ con này nha các bạn. Rồi được con đầu tiên các bạn. Cái bẫy tiếp theo luôn các bạn. Rồi dính hổ ngựa mini với các bạn ơi. Xíu. Rồi, hổ ngựa với hoa hành luôn các bạn ơi. Hai con luôn, mini không các bạn. Mình nhìn thấy có hổ ngựa nhỏ không bạn, hai nhà dính hai con các bạn, chút xíu mà con hổ hành này bự hơn chút. Quá nhỏ rồi đổ hàng này nha các bạn.
Rồi, con ngựa nhỏ các bạn ơi. Thấy cái đuôi nhỏ. Rồi, mini luôn. Rồi, ló cái đầu ở đây nè các bạn. Xíu bạn ơi. Bao lạng bạn ơi. Xíu. Rồi đổ con này nha bạn. Rồi chính là hoa hành nè bạn ơi. Con này có ba lạng các bạn. Ta bẫy tiếp theo luôn các bạn ơi. Rồi, hú ngựa các bạn ơi. Cái con cũng 6-7 lạng và rồi giờ mình vô điểm ngay gốc cây nha. Cái này không có mình rút luôn các bạn. Chuột cắn bành đi vào. Cái này chắc lớp các bạn. Còn chuột luôn, còn lúa luôn. Mình rút cái này nha các bạn. Hôm nay mình thăm bẫy được nhiêu đây các bạn? Mini không các bạn ơi?
ba hổ ngựa các bạn ơi. Con kia mình hái mình cắt mình bỏ nhà luôn các bạn, nó bị kẹt hơm các bạn. Này nhỏ nhỏ không, có con gắn nửa ký không các bạn, hổ hành nó con chuột rồi nè các bạn. Này đợi cơn mưa các bạn ơi, đèn thâm thắt quá các bạn, quá nắng luôn các bạn ơi. Ngày nào cũng chỉ mưa mà không có mưa các bạn ơi. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo ha.